không ra bực. Ông nói này. Nói chưa đọc. Và ông nói trả lời chúng tôi là tôi vẫn tiếp tục vẽ theo quan niệm thích và mê hội họa của tôi. Tôi vẫn gặp những họa sĩ Việt Nam và nhiều họa sĩ khác trên thế giới. Ông có thể so sánh, ông có gặp họa sĩ Picasso với lại Van Gogh của các nước thế giới không ạ? Tây phương ạ? Và cũng xin trong câu hỏi đó thêm luôn là trong các họa sĩ thế giới đó thì họa sĩ Bùi Xuân Phái mến mộ họa sĩ nào nhất ạ? Cái bức tranh mà quý vị thấy trên màn hình đó là bức tranh chúc mừng năm mới 1982, 6 năm trước khi ông qua đời. Và đây là những cái dòng chữ của nhà tâm linh Sơn Tịnh đang viết. Nếu mà quý vị tin ý có thể so sánh được cái hai cái nét chữ nó có những cái gì mà tương đồng với nhau hay không, đó là cái vấn đề, cái điều mà vấn đề quý khán giả nên để ý đến. Càng ngày nó càng chỉ vào. Hiện nay thì cái cây nhang mà đầu tiên đốt á, nó vẫn còn chưa có gãy. Chỉ về phía đó. Có thể nó chỉ về phía nhà di ảnh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Chúng tôi còn biết là theo ông Bùi Thanh Phương và những giai thoại kể lại thì họa sĩ Bùi Xuân Phái rất là chú khách, cho nên là chắc mang cái dưa xuống bộ cho anh em ăn. Chụp cái hình này. Có rồi. Trường chụp cái hình này. Bây giờ làm sao mà ở nhà văn, nhà tâm linh Sơn Linh xin cố họa sĩ vẽ cho bức hình cho anh em bên quận Cam xem hay không? Từ từ, mình hỏi chị hết rồi. Bút đạp xong, bút đạp xong. Chị hoài là chị có muốn hỏi gì không? Bao để nghe trả lời câu này đi, nghe trả lời câu này đi. Trả lời rồi đấy. Trường trả lời đi chưa? Nhà văn Sơn Linh... Tôi ái mộ. Họa sĩ trả lời là tôi ái mộ và thán phục họa sĩ Van Gogh. Rồi, chị. Họa sĩ Lệ Chi muốn hỏi đây cái người mặc áo đỏ áo hồng mà mới đến đây là họa sĩ Lệ Chi, một trong những họa sĩ mà vẽ rất nhiều tranh phong cảnh ở quận Cam cũng giống như tại Việt Nam. Cô Lệ Chi muốn hỏi gì với cô họa sĩ Bùi Xuân Phái không cô Lệ Chi? Dạ em là họa sĩ Lệ Chi, muốn hỏi anh em thích về Việt Nam á, ra Hà Nội để tìm học cái nét bút của anh. Thì em tìm khi nào em đi được và học với ai? Cái nhang kìa. Nó nãy giờ có chỉ không? Chưa được. Cái nhang lạ quá. Nãy giờ còn cộng quá. Chúng tôi vẫn tiếp tục ghi lại những cái hình ảnh của cây nhang đốt đầu tiên và bây giờ vẫn còn là cây nhang sắp hết mà rồi. Theo mà tôi biết á, là những cái luồng gió từ ở ngoài cửa thổi vô thì cái làn khói nó sẽ đi vô, nhưng trong trường hợp này làn khói lại đi ra ngoài cửa. Đây là một cái hiện tượng mà có thể nói cũng hơi lấy làm khó hiểu. Khi những cái tàn nhang 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tàn, cái nhang cắm cho cố họa sĩ chỉ có độc nhất, duy nhất có một cây thôi. Là nó vẫn còn và cái tàn nhang nó cong vòng à. Nó lại cong ngược theo cái hướng gió thổi đi ra ngoài này. Đấy là cái điều hơi lấy làm khó hiểu. Họa sĩ Bùi Xuân Phái trả lời họa sĩ Lệ Chi câu hỏi là khi nào đi về Hà Nội và học với ai với cái lối vẽ của ông Bùi Xuân Phái, thì ông trả lời là Lệ Chi muốn qua lúc nào cũng được, ngày nay không có gì trở ngại cả.